Chào quý vị. Để kiểm tra đường ống, một cái đường ống mà bị rò rỉ hoặc là bị khuyết tật thì có rất nhiều cách. Ví dụ như là đường ống hệ thống khí lạnh chẳng hạn mà đã có ga trong đấy rồi thì có thể là kiểm tra bằng thiết bị rò ga âm thanh hoặc là quỳ tím để kiểm tra rò rỉ khí. Hoặc là trong đấy có những cái loại khí ví dụ như nitơ hoặc là một số khí khác thì cũng lại có một cái thiết bị riêng để kiểm tra những cái đường ống đấy có bị rò rỉ hay không. Thế nhưng mà ví dụ như một cái đường ống như thế này là một cái ống dài, nó dài đến cả 10 mét chẳng hạn hoặc là dài hơn nữa mà trong đó nó chưa có khí thì lại có một cái phương án kiểm tra khác nhau. Ví dụ như ống đồng này cũng vậy, để kiểm tra trên cái hệ thống thân này có bị rò rỉ hay không này hoặc nó bị khuyết tật hay không thì có thể nào dùng mà nén khí vào đó kiểm tra áp suất, hoặc là ném một khí bất kỳ vào sau đó khí ga chẳng hạn sau đó lại kiểm tra rò rỉ. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị một sản phẩm, một thiết bị mà kiểm tra được cái ống này chưa có khí gì cả bằng cách là hút chân không. Hút chân không nó để kiểm tra được cái rò rỉ hay không quý vị nhá. Tay tôi cầm đây là cái ống bình thường thôi nhưng thực ra là trên nhà máy hoặc là quý vị đang sử dụng thì cái ống nó rất dài. Mình phải kiểm tra cái ống đó trước khi và đưa vào sử dụng. Thì đây trên bàn tôi là một cái thiết bị kiểm tra rò rỉ khí của hãng Mech quý vị ạ. Và cái này sản phẩm này được xuất xứ của Anh Quốc, Made in UK. Tôi sẽ mở luôn ra để quý vị xem. Thì phía trong này nó là một cái đường dây khí. Dây khí này là dây khí để lắp vào thiết bị thôi. Và đây là những cái spare part để kiểm tra ống này. Thì nữa tôi sẽ review vì sao nó có những cái đầu này. Đấy. Nhìn thì hộp thì rất to đấy, hộp thì rất là hoành tráng. Thế nhìn này hộp to hoành tráng và rất là vững chắc. Nhưng ở trong thì chủ yếu là xốp để bảo vệ thiết bị mà thôi. Đây là một cái dụng cụ để bịt đầu khí. Đấy. Giữ vào cái đầu khí đấy quý vị, đây, giữ vào cái đầu ống ấy. Thì cái thiết bị này ấy, chủ yếu là để giữ thôi chứ chả có cái gì để bịt, để giữ cho khí nó khỏi đẩy ra thôi, hoặc là mục đích gì đó nữa. Quan trọng nhất đây là cái thiết bị ở trong đây, nó đây quý vị ơi. Đấy. Mình. Và mã của nó ấy là MKV4732. Cái này thì về cơ bản của nó thì cũng không có cái gì gọi là quá phức tạp cả. Với cái phiên bản này thì được thiết kế bởi thứ nhất là một cái lọc khí này. Cái thứ hai là đồng hồ đo áp suất và cái thứ ba là cái dạng kiểu hút chân không. Tôi sẽ nói sơ qua về cái nguyên lý hoạt động của cái này. Khi quý vị mua cái này về thì quý vị có thể cắm cái đường ống này vào cái bình nén khí vào đây. Đó, vào cái bình nén khí này vào. Và đây là chức năng là mở khóa. Đấy, tôi đã thử như thế này là khóa lại này và như thế này là mở ra này. Thế thì khi chúng ta cấp khí vào đây ấy, thì một cái ống như này. Với cái sản phẩm này thì nó được hoạt động trên nguyên lý bằng cách là hút chân không quý vị ạ. Một cái ống như này quý vị muốn kiểm tra nó thì một đầu này quý vị có thể bịt vào hoặc là dùng cái thiết bị này để giữ cái đầu này lại, hoặc là bằng cách là quý vị nó đang kín rồi thì quý vị muốn kiểm tra cái đầu này chỉ bằng cách là gì? Đưa cái thiết bị vào cái ống như thế này mà thôi. Cái đầu ống này được thiết kế bằng cao su, do vậy nó rất là kín và tùy vào cái đường kính ống mà nó có thể mút với cái mức độ khác nhau. Khi quý vị giữ như này rồi và tiếp theo đó là quý vị sẽ cho luồng khí vào đây và quý vị mở nó ra. Dựa trên nguyên lý là khí nó sẽ đẩy qua đây và đẩy ra phía ngoài, tạo thành một cái điểm ở giữa, cái điểm này là tạo thành một cái lốc xoáy chân không, nó sẽ hút hết cái khí ở phía trong cái đường ống này ra ngoài. Và cái đồng hồ này sẽ thể hiện cái khí đấy quý vị ạ. Khi quý vị mà xì ra đến khi nào áp suất của nó xuống đến âm 1. Đây âm 13. Âm 13 rang dương, nếu bình thường nó sẽ là dương và quý vị sẽ hút đến khi âm 13 quý vị nhá. Đấy, do vậy với cái thiết bị này thì quý vị có thể kiểm tra được cái ống đến phi 30 mm. Và chiều dài tất nhiên là chiều dài vô tận thì quý vị có thể xịt khí nó ra và khi nào quý vị cảm nhìn thấy cái đồng hồ nó là áp suất âm, có nghĩa là trong đấy nó không có không khí rồi thì bắt đầu là chúng ta test mà thôi. Tùy vào chiều dài và thời gian khác nhau quý vị có thể đẩy khí vào và thời gian hút khí chân không ra quý vị nhá.
33 triệu 500 nghìn đồng quý vị ạ. Quý vị có thể sắm một cái thiết bị này. Còn nếu quý vị nào mà đang có nhu cầu xin ở trong nhà máy hoặc xin cái trình cái yêu cầu này thì hãy liên hệ với chúng tôi hoặc số trên kênh để có thể hỗ trợ hơn. Một là hai số bán hàng hoặc là một số hotline quý vị nhé. Đó là một sản phẩm của Mây. Ở đây còn cái nữa quý vị ạ. Thế có nghĩa rằng là 2, 4, 6 à vẫn nó quý vị ạ, có 6 đầu thôi. Một sản phẩm của Mây. Ngoài ra nữa đây là một số cái sản phẩm của Nhật quý vị. Nó mới về và tôi cũng chưa kịp review nó. Một cái mỏ led tự động. Hãng nó sẽ lắp luôn ở đây rồi để quý vị có thể test luôn. Thế nhưng mà nó có thể ra như này để quý vị có thể càng tốt. MWR36 nó tự động ở đâu? Đây tôi lấy cái thường này cho quý vị nhìn thấy. Với cái này thì anh em có thể anh em làm điều hòa, môi trường sửa chữa đều được. Nó tự động có nghĩa là quý vị không phải tháo ra ngoài mà quý vị có khả năng vặn liên tục được. Với những con đai ốc ở trong không gian hẹp thì quý vị chỉ cần như thế này đưa nó vào và cứ thế vặn và không cần nhìn. Không cần nhìn cái gì cả. Đấy, không gian hẹp dọc như này và cứ thế là vặn liên tục được. Bất cứ sửa chữa nào nhanh hoặc là những con đai ốc ở trong phạm vi hẹp quý vị đều có thể sắm cho mình một cái này. Với phiên bản MWR36 này thì chiều dài của nó là 250 và độ mở của nó là 36mm. Con đai ốc 36mm là ok quý vị nhá. Và nó cứ vặn liên tục như này. Phiên bản này là phiên bản của Nhật hãng Supertool và giá của nó là 690.000 đồng quý vị nhá. Tất nhiên là chưa bao gồm phí ship. Đã nói đến mỏ led thì đây, một con mỏ led nữa quý vị. Chuyên dòng cho anh em làm điện nước. Một con mỏ led tự động, mỏ led độ mở lớn và thao tác nhanh bằng cách là ấn nút rút đây. Mở ra. Với chiều dài là chỉ có 300mm thôi nhưng mà độ mở miệng của nó lên tới 80. Chuyên để vặn các cái con đai ốc lớn ở trong bathroom ấy, phòng tắm hoặc siphon. Hoặc là những cái con đai ốc ở trên cái téc nước quý vị. Quý vị làm điện nước thì có thể hiểu rất rõ con này. Để chiều dài của nó có 300 nhưng độ mở rất lớn như này là rất hiếm quý vị ạ. Và ở đây phiên bản này của Nhật thì giá của nó là 630.000. Con này mắc hơn một chút vì có cái khả năng là gì, thao tác nhanh. Con đáy ốc đến bao nhiêu quý vị chỉ cần ấn xuống và mở như này mà thôi. Rất đơn giản. Có 630.000 đồng quý vị ạ. MWR MWR280S quý vị nhá. 630.000 đồng và cái này chỉ còn một con thôi quý vị. Liên quan đến mỏ led thì đây có một cái con kìm kẹp cá sấu, kìm cá sấu hoặc là kìm vặn ống tự động hoặc là thông minh với cơ cấu quý vị nhìn thấy không? Đấy. Nó tự mở này. Do vậy là cái ống nó sẽ tự động được. Đây quý vị, tôi sẽ vặn cho quý vị để quý vị có thể nhìn thấy này. Với cái mỏ led thừa cái kìm thường ấy thế này vặn này thì quý vị có thể tút ra. Thế nhưng mà con này thì có khả năng vặn liên tục. Đấy. Vặn liên tục quý vị nhá. Có thể vặn liên tục như này. Và đây là một phiên bản CPA 250 made in Japan. Giá của nó là 1.350.000 đồng. Con này là con dài 250mm quý vị nhá. Và khả năng vặn ống của nó đến 1 inch là 30. Đó. Được không quý vị? Thân của nó bằng nhôm siêu nhẹ và có khả năng vặn liên tục được. Tất nhiên với hàng Nhật thì những cái con má kẹp này là tuyệt vời rồi quý vị. Và có thể thay thế được. Nếu quý vị dùng lâu hoặc nó mòn đi thì cái má kẹp này cũng có thể thay thế được. Đấy là cái part của hãng đưa ra. 1.350.000 đồng. Đây. Hôm nay video của tôi đã muốn giới thiệu đến quý vị một số hàng Nhật. Nhưng đặc biệt là cái giải pháp kiểm tra rò rỉ ống rất hiệu quả quý vị ạ. Ngoài ra những hàng Nhật này được sale với cái giá rất là ok. Một số cái sản phẩm này giá rất là tốt để cho video phong phú hơn. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có được sản phẩm tốt. Nếu liên hệ với, nếu đang quan tâm đến cái thiết bị này hãy liên hệ với sale hoặc lên website htgood.com.vn để được hỗ trợ thêm quý vị nhá. Chúc quý vị một ngày mới thật là hiệu quả. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào những video sau.